Và tiếp theo một cây nguyệt quế này. Và các bác nhìn cái thân đế của cây nguyệt quế đẹp quá này. À vâng, chào anh. Cây nguyệt quế này giá của bao nhiêu anh ơi? Dạ, cây đó 55 triệu. Vâng, 55 triệu. Và chúng ta di chuyển đến một cây tùng La Hán này. À, một cái chậu mà nguyên một cái viên đá, dưới nó là một cái đôn cũng là một viên đá luôn này. Di chuyển rất nặng đúng không? Dạ. Tùng La Hán. Trước khi anh ra đây thì anh có trưng bày ở đâu không hay là về đây luôn? Dạ không, con từ trong Nam ra. Ở Sài Gòn về đây luôn à? Dạ. Và tức là mình đã đặt chân đến đây mấy ngày rồi anh? Dạ được 2 hôm rồi. Được 2 ngày rồi. Vâng, cây tùng này thì giá khoảng bao nhiêu anh? Dạ 280. 280 triệu. Rồi. Đấy các bạn. Và di chuyển đến tiếp một cây tùng này nữa. Cũng ở trên những cái chậu là những viên đá rất lớn. Cái này phù hợp ở những cái đồi cỏ. Những cái làm chúng ta làm những cái núi. À, trong sân vườn sinh thái. Ôi, chào anh Tuấn. Anh vừa lên đấy à? Vâng. Vâng. Lên Hương Hóa. Đấy, đi vào thăm triển lãm đi. Đang quay mấy cái vườn thương mại đây tí anh Tuấn nhá. Vâng. Rồi. À, tối hôm qua, chiều hôm qua tôi lên đây thì chiều hôm qua. À. Lúc 2 giờ chiều có mặt đây rồi. Tối hôm qua ngủ đây. Đi xem lên quang đi. Vâng vâng, anh đi đi. À, chúng ta đến với một cây tùng mà có cái nét làm lũa phảng phất bóng dáng của những cây bonsai Nhật Bản. Và cũng rất đẹp đấy. Đo trên này thì cổ đấy, cổ này là cổ rồi, này 130, 130. Vành này, vành này với mẹ rồi. Dạ, vành này, vành mẹ. Người ta đo cổ đo thân ngay đây nè, đúng đó là đo ngay đây luôn nè. Đây, đo cổ này. Thân, chỗ đấy gọi là cổ thân. Đấy, đúng rồi, chỗ này, này chuẩn. Không. Sắp lại gặp bác rồi, bởi vì cuối năm nay bắt đầu tổ chức ạ. Ừ, được rồi, dạ. Anh em mình lại gặp nhau. Lại gặp nhau, kiểu gì mình có bác sinh. thế nếu mà mình tổ chức thì vẫn ở cái địa điểm là địa điểm đấy ạ, năm nay đại hội à? À đại hội. Năm nay đại hội. Hết nhiệm kỳ bầu mới à? Năm vừa rồi mới là đại hội chú bị thôi. Ừ. Năm nay mới đại hội à? Rồi, ok. Tuấn. Cây tùng này là vẫn là dạng ở trong nét là tùng sổng thôi. Dạ không, cái này làm rồi bây giờ tùng làm như này nó vẫn làm như này bên ngoài là tự nhiên thôi. Tự nhiên thôi. Tự nhiên. Cắt giật. Không, nhưng mà cây này thì là bóng cây và cái bệ để chấm chấm được rồi, chấm điểm được rồi. Được rồi. Đấy. Bệ đẹp rồi. Năm nay bác xin về nhé, em lại bám cây lắm. Anh cứ làm sao nhiều cây đẹp vào là đấy lắm. Là món quà cho Đỗ Sinh rồi. Năm nay. À, chào bác. mới đầu tư nhiều lắm. Cái này cháu nhớ mà. Cháu nhớ cụ mà. Rồi. Cụ là cụ Tĩnh mà.
Dơ. Đấy. Anh thì anh xinh. Cùng vần đấy. Vâng. Vâng, bình tĩnh mà. Cháu nhớ nhà, cháu vào vườn nhà cụ rồi, cụ ở Phủ Lý mà. Ở Phủ Lý đấy. Rồi, 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 cảm ơn cụ. Cụ vẫn nhớ ngay của anh xinh. Cây này thì bao nhiêu tiền anh ơi? Giá 550. Vâng, giá 550 triệu nha các bác. Và đấy, đây chuyển áo. Vâng, và đây là cây cần thăng. Đang làm gì đấy? Cũng dáng mặt phòng. Vâng, và đây là cây vú sữa này các bác. Cây vú sữa. Dáng thác đổ. Nhưng cây này thì nếu mà về vị trí ở đỗ sinh ở vườn thì cắt bỏ luôn cái chỗ này. Lấy cái này thôi. Hồi trở lại nó như là cái đối trọng rồi, còn cái này cắt bỏ. Cái chỗ này nó vô duyên quá. Cắt bỏ cái nhịp này là điền nó thoáng cây và lên tiền luôn. Cứ một nhát cắt vào đây cái là sẽ chuyển cái sáng cây rất thoáng và nhanh nhẹn. Đây là cây vú sữa. Cây vú sữa dáng đổ đổ nhỏ nhỏ này giá bao nhiêu anh ơi? Dạ cây đó 9 triệu ạ. 9 triệu. Cây này mà anh cắt cái cây này cắt bỏ cái cành này thì có tiền luôn này. Cành nào bác? Đưa con cắt luôn cho. Đây này. Anh cắt cho nhát ở đây đi. À cái đó. Chỉ lấy mỗi cái này là đối trọng lên, còn cái hàng này nó vừa nó không có cái gì tác dụng cả với cây này cả. Cắt mỗi nhát này là xong. Nhìn nó thoáng cây lên rất nhiều. Em cắt chứ. Rồi, xong rồi. 9 triệu hả? Dạ. Đấy, thế đằng này tôi thấy có mấy cây chỗ này cũng hay quá. Cây tùng này dáng cây hoành này giá bao nhiêu? Dạ cây đó 7 triệu. Cây này 7 triệu là quá đẹp đây các bác này. Rồi. Bán giá yêu thương đó là. Được. Rồi, cây này 7 triệu. À, chúng ta đi sâu vào phía trong kênh có một cây linh sam đi. Dạ. Cây linh sam trên cái khay đá này đẹp này. Đây chú, các bác xem cây linh sam này. Đá này là đá ong nhá. Trên một cái khay rất mỏng luôn. Lúa này lúa zin của nó đấy chứ. Có cái này phần này ghép. Cái mảng đấy ghép, còn dạ, trong này là zin rồi. Là nguyên bản. Nguyên bản cái ruột của nó đây, bởi vì đây còn mạch sống của nó đây mà. Dạ, cây La Hai. Đây là cây linh sam dòng La Hai. Còn zin nguyên. Đấy, trên một cái khay xi măng giả đá Galito. Rất là mỏng. Đổ nước vào đây nó sẽ in bóng. Chứng tỏ lượng đất cũng rất ít nhỉ. Dạ, nhưng mà cây vẫn sống khỏe. Cây rất khỏe luôn. Vâng. Và anh đọc chậm số điện thoại một lần nữa nhé, vì bây giờ cũng là quãng giữa video rồi. Dạ, 0933 736677. Rồi, cảm ơn anh. Bên kia thì chủ yếu dòng cây lớn đúng không? Dạ. Đây, di chuyển đến đây một chút. Chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy này. À, đây là phía sau nhá. À, khi chuyển ra mặt đường nhìn phía trước ấy, thì tôi có cảm nhận nó như một cái hang động luôn. Rất giống một cái hang động này các bạn.
Và cái cây mai chiếu thủy này giá khoảng bao nhiêu anh? Dạ cây đó 220. 220 triệu. Rất là đẹp nhỉ, trông như hang động luôn. Thế còn bên này thì là hoàn toàn đặt trên một cái chậu đá, dưới cũng kết tạo rất giống một cái hang động. Trên cũng là một cây mai chiếu thủy, một cái khay chữ nhật mỏng. Chú sinh à? À, chào anh. Chú đang live chú. Đang quay cái cây mai này tí. Các anh đến từ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Đẹp quá. Vâng, đây là cái tác phẩm mai được làm trên cái bệ đá này. Tôi cứ cảm tưởng như là một cái pho tượng nghìn mắt nghìn tay. Đẹp đấy. Bao nhiêu tiền cái tác phẩm này anh ơi? Cái đó 180. 180 triệu. Di chuyển đi nó có an toàn không nhỉ? An toàn, con chuyển từ trong Nam ra. Từ trong Nam ra vẫn cả khay nguyên bộ này à? Dạ. An toàn đấy nhỉ. Trăm tám mươi triệu. Bóng dáng của những cái cây to bên cạnh này, xem nào, cây nguyệt quế này. Một tay cầm nó khá lớn rồi. Vâng, cây này thì tạo vai rồi, tay chi rất lớn, đế cũng quá đẹp luôn. Đế 24 giờ. Bóng những cây nguyệt chơi ở góc sân rộng. Cây này giá bao nhiêu anh? Giá 220. Vâng, 220 triệu. Vâng, trở lại với những cây tùng La Hán này. Các bác nhìn cái bệ này đẹp không? Hai cái lũa này là lũa zin chuẩn đấy chứ? Mình ghép vô bác. À, ghép vô à? Dạ. Để cho nó sinh động hơn. Dạ. Này, cái vết ghép của người ta làm đấy các bác. Con ghép nhưng mà bao xúc luôn, không bao giờ xúc. Không bao giờ rời ra được nữa. Dạ. Lũa đẹp nhỉ? Đấy. Bóng dáng cây tùng La Hán. Mà tại sao phải ghép nhỉ? Dạ, tại vì hồi đó là nó bị nổ một đường ở đây. Ừ. Rồi mình tạo thêm cái này cho nó thêm ấn tượng thôi. Ừ. Dạ, chứ đấy bây giờ mình để một cái hủng như chỗ này thì nó lại không đẹp cả. À. Chứ cái còn, này, chứ còn cái bệ này, thì, cây này bệ này đẹp. Đẹp. Vâng. Thì mình làm như vậy thì cái cây của mình nó sẽ... Vâng, cây bệ rất đẹp. Rồi, ví dụ tác phẩm tung này thì giao dịch giá nào anh? Dạ, 75 triệu. 75 triệu. Và tiếp đến cây nguyệt quế này. Và cây nguyệt này bao nhiêu anh ơi? Cây nguyệt này bao nhiêu? Cây này 75 triệu. Và cây này 75 triệu. Và khu này tôi thấy anh có liền mấy cây nguyệt mai chiếu thủy đều đẹp đây. Đấy, như cái cây mà bác đang để lại cái cây này là cái đựng thức ăn đây. Trong này là dùng lưu đen đây mà. Có phải gầu công không? Da đen. Da đen mà. Dạ. Bóng cây đẹp quá nhỉ. Cái này cái bao nhiêu tiền đấy? Dạ 220. 220. Thế còn đây là một số những cây nhỏ. Đây có phải là hải châu không? Dạ hải châu.
Hải Châu lá nhỏ, cây này bà giá bao nhiêu? Cây này giá 19 triệu và ở trong này thêm mấy cây nhỏ này nữa đây. Đây cũng cây Hải Châu nữa. Và đây là cây sam trái dáng huyền. Ui rồi, trái chi chít luôn. Đó là sam khai thác hả? Vâng, sam khai thác chứ không phải là chăn nuôi, không phải là nuôi. Có phải sam khai thác nó sẽ nhiều trái hơn không anh? Phải, cái giá trị nó cao hơn. Giá trị nó cao hơn đúng không? Vâng, cái sam khai thác này ví dụ như cây như thế này thì chất lượng như này thì giá bao nhiêu? Cây này giá 12 triệu. Vâng, giá 12 triệu. Rồi, đẹp quá. Vâng, tôi đã làm xong chương trình vườn anh đến từ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn anh nhé. Chúc anh nhiều sức khỏe và giao lưu được nhiều tác phẩm tại triển lãm Hà Nam. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Rồi, và Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta đi sang cái mảng cây cảnh nghệ thuật trong khu vực trưng bày triển lãm. Mời các bạn tiếp tục thưởng thức.